coi cho các bạn xem sợ nè các bạn. Cưa cái cây nó ngã lên nhà nè, nó ngã lên nóc nhà ta nè, nó chết, nó bị khô quá rồi, giông gió rồi này kia nó bị ngã lên nóc nhà. Bây giờ có anh cưa bỏ nha, anh đang dọn cái đường để cho nó chống chảy nè các bạn. Hạ nguyên cây luôn hay gì chú Tính? Bây giờ anh Thảo mượn cái cây này, các bạn mượn cây này leo lên nóc nhà nha. Lớn nhà lăn qua cái cây ngã lên nóc nhà nãy đó, anh cắt ở trên đó mới được các bạn. Ủa sao qua cây bự không qua cây nhỏ chú? Nổi không? Chịu nổi không? Trời ơi. Rồi anh lên nóc nhà các bạn. Để hồi mình qua anh kia mình quay cho các bạn xem nha. Trời ơi, mưa mới tạnh đó các bạn, học mưa rớt. Anh nổi cho nó, anh tiễn ba cái nhánh gì đó các bạn. Trời mưa gió các bạn, nó bị gãy tét nhánh đó, tét nhánh nó ngã lên nóc nhà. Bây giờ mướn anh Thợ lên trên đó cắt dục xuống các bạn. Đây trời ơi. Lôi cái nhánh vét để gà cặp với cái ống nước. Sát vô vách nhà luôn đi. Rồi để ống chắp qua cái chà đó vô trong cái vách nhà đó các bạn, ở dưới đó có cái ống nước đó. Đừng cho nó ấy. Và lá khô anh đùa dọn đùa xuống trắng giả hết trơn. Còn cứng lắm bạn ơi. Đấy. Đó, vậy đó. Ôi.
Rồi bắt đầu anh thả anh xuống các bạn ơi. Đó, ông thả máy xuống rồi. Đó, giờ ông mượn đường đây leo xuống nha các bạn. Tét ngọt, tét luôn hả? Ờ. Ngọt luôn á, nó uống ngược rồi. Mình nạt cái gốc nè. Ờ. Đúng rồi, cây đó nó tét. Giờ anh tỉa ba cái nhánh đó cho nó sạch sẽ luôn nha các bạn. Có thể anh ghim cái lóng nó để anh để ngang chỗ ống nước đó các bạn, sát với cái ống nước cho cái cây kia nó ngã xuống, đừng có cho đè cái ống nước nha. Thiết kế này cũng đó, cái ống nước đó các bạn. À, có thể là anh leo lên đó các bạn ơi, đừng leo lên trên cái gì đây, hay là cái ống nước, tháo ống nước ra luôn rồi. Đây cái ống nước các bạn. Đó là giờ cắt rồi cho cái cây nó ngã xuống, đừng cho đè ống nước nha. Chìm luôn hả? Chìm cái cây lên cho nó cao hơn ống nước các bạn. Không có đụng ống nước nha các bạn. Đây. Nó nằm bay qua khỏi ống nước. Gậy
mình xin kết thúc video các bạn ơi.